Manchester United vừa có trận hòa đầy quả cảm trước Liverpool ở trận đấu tâm điểm vòng 17 ngoại hạng Anh, trong bối cảnh trung vệ số 1 mùa này của họ là Harry Maguire nghỉ thi đấu vì chấn thương, còn Victor Lindelof chưa hồi phục hoàn toàn thể trạng. Trong tay của chiến lược gia người Hà Lan chỉ còn duy nhất bộ đôi Rafael Varane cùng với Johnny Evans, trong đó một người đã ngồi ngoài khá nhiều thời gian, còn một người thì quá tuổi để trải qua những trận đấu giàu tốc độ. Tuy vậy, cả hai ngôi sao này đã đập tan mọi hoài nghi để khiến cho hàng công rất mạnh của The Klopp tắt điện hoàn toàn. Và đây chính là hình ảnh tượng trưng cho câu nói gừng càng già càng cay, khi kinh nghiệm cùng với bản lĩnh của bộ đôi hơn 60 tuổi này đã giúp toàn đội đứng vững xuất sắc. Trước trận derby nước Anh, tình hình lực lượng của Quỷ Đỏ đang gặp phải vô vàn khó khăn khi trung vệ Harry Maguire, ngôi sao xuất sắc nhất tháng 11 của ngoại hạng Anh, đã không thể thi đấu vì chấn thương. Trong khi Victor Lindelof dù đã trở lại tập luyện nhưng anh vẫn chưa đảm bảo thể trạng để ra sân. Cùng với đó là chấn thương dài hạn của Lisandro Martinez khiến trong tay của thầy 10 chỉ còn đúng hai trung vệ thực thụ. Dù cho Luke Shaw đã trở lại kịp thời, nhưng anh nên là người đảm nhận hành lang trái thay vì đá trung vệ sau thảm họa ở trận thua trước Bournemouth để giúp Man United cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Và đội hình xuất phát mà huấn luyện viên Erik Ten Hag sử dụng sẽ trông cậy cả vào bộ đôi Rafael Varane cùng với Johnny Evans. Đây được xem là hai sự lựa chọn thứ yếu ở mùa giải năm nay. Trung vệ người Pháp đã không còn được sử dụng nhiều trong thời gian qua sau những chấn thương liên tiếp mà anh gặp phải, cũng như phong độ quá tốt của Harry Maguire. Bản thân nhà vô địch World Cup 2018 cũng không đáp ứng được yêu cầu về mặt chuyên môn cũng như thể trạng để thi đấu với cường độ cao. Chính vì vậy, nhiều tin đồn đã được đưa ra khi cho rằng số 19 có thể rời nhà hát của những giấc mơ vào mùa đông này. Thậm chí Rafael Varane còn được cho là có mâu thuẫn với chính ông thầy người Hà Lan khi không sử dụng anh trong những trận đấu đã qua, bất chấp cả Lindelof lẫn Luke Shaw đều gặp khó khăn khi đá cặp cùng với Harry Maguire. Cùng với việc sửa đổi chi tiết trong bản hợp đồng giữa hai bên, lại càng khiến cho tin đồn ngôi sao 30 tuổi ra đi càng có cơ sở hơn nữa. Và tất nhiên với những thông tin như vậy, các câu lạc bộ tại Ả Rập Xê Út không thể bỏ qua miếng mồi ngon béo bở này. Họ được xem là giải đấu duy nhất sở hữu những đội bóng có thể đáp ứng thu nhập kếch xù của các ngôi sao tại lục địa già. Ngoài ra, còn đáp ứng cả số tiền chuyển nhượng mà bên đối tác yêu cầu. Tất cả điều đó đã khiến cho tương lai của trung vệ người Pháp ngày một rời xa Man United hơn. Trong khi đó, với lão tướng Johnny Evans, anh chỉ là bản hợp đồng dự phòng cho trường hợp khủng hoảng lực lượng, và yếu tố kinh nghiệm trong các buổi tập sẽ là điều mà nhà cầm quân 53 tuổi cần nơi cậu học trò này. Tuy vậy, cơn bão chấn thương liên tục càn quét đội hình của Quỷ Đỏ đã khiến cho chàng trung vệ từng trưởng thành dưới bàn tay của Sir Alex Ferguson có cơ hội thi đấu nhiều hơn. Anh cũng đã có một số trận đấu khá ổn, nhưng khi đón tiếp những đội bóng hàng đầu, điển hình là Man City, Evans đã bộc lộ ra rất nhiều hạn chế. Cầu thủ sinh năm 1988 có lẽ là phù hợp hơn với những trận đấu nhỏ, nơi mà áp lực cũng như sức ép giảm bớt. Số 35 sẽ có cho mình màn trình diễn tốt hơn. Việc ghép bộ đôi có tổng số tuổi là 65 đã khiến cho người hâm mộ vô cùng lo lắng. Họ cho rằng thật khó để hai trung vệ có khả năng xoay sở kém đứng vững trước hàng công nhả đạn đều đặn của Liverpool. Nhìn vào tốc độ của Salah, Darwin Núñez hay là những pha đi bóng lắt léo của Luis Diaz, Man United hiểu là họ sẽ phải đối mặt với điều gì và trông chờ gì từ bộ đôi lão làng này. Huấn luyện viên Erik Ten Hag đã có cách bố trí khá lạ nơi hàng phòng ngự. Ông biết rõ sức mạnh của nhà vua Ai Cập, cùng với đó là một Luke Shaw chỉ vừa mới trở lại sau cơn đau, nên đã bố trí Rafael Varane chơi trung vệ lệch trái để bọc lót cho số 23. Dù trước đó thầy 10 đã tuyên bố ngôi sao người Pháp chơi tốt nhất là ở vai trò lệch phải, chung với cầu thủ đang có phong độ cao là Harry Maguire. Cách sắp xếp như vậy đã giúp các vị khách phong tỏa tốt cặp cánh cực kỳ lợi hại mang tên Mohamed Salah cùng với Trent Alexander-Arnold. Cùng với đó, nhiều thời điểm, chúng ta thấy Shaw ú bó vào trong như một trung vệ thứ ba và hành lang trái khi ấy sẽ có Sofian Amrabat đảm nhiệm. Việc linh hoạt thay đổi này đã giúp Quỷ Đỏ bịt kín những khoảng trống ở bên trong vòng cấm địa, từ đó hạn chế sức tấn công của đội chủ sân Anfield. Dù cho đã có khoảnh khắc bị Salah vượt qua trong hiệp 2 trước khi tiền đạo châu Phi tung cú dứt điểm, nhưng rõ ràng đây là một trận đấu tuyệt vời của trung vệ người Pháp. Bản thân anh đã tìm lại được hình ảnh của một nhà vô địch World Cup đích thực, bình tĩnh, bản lĩnh và khả năng phán đoán siêu hạng. Chính những thông số sau trận đã nói lên tất cả. 15 pha giải vây, 3 tình huống đánh chặn, 2 lần chặn cú sút, tỷ lệ tranh chấp trên không thắng 100%, 2 lần thu hồi bóng. Rafael Varane gần như đã hóa giải toàn bộ mọi cú tạt từ đôi cánh của Liverpool. Tình huống nguy hiểm nhất của The Cop đến từ cú đánh đầu của Virgil van Dijk, nhưng đó là pha bóng mà số 19 của Quỷ Đỏ không có lỗi. Theo thống kê từ trang Statman Dave, chỉ có Ethan Pinnock sở hữu nhiều pha giải vây trong một trận đấu ở Premier League mùa này, hơn trung vệ sinh năm 1993 với 17 lần. Sau những hoài nghi và chỉ trích, cuối cùng thì ngôi sao 30 tuổi đã cho thấy đẳng cấp của người từng 4 lần lên ngôi tại Champions League. Dù đây mới chỉ là trận ra sân thứ 2 kể từ tháng 10, nhưng số 19 đã chứng minh được rằng anh vẫn giữ được sự chuyên nghiệp cũng như tinh thần chiến đấu ngoan cường để trở thành chỗ dựa vững chắc cho các đồng đội. Khả năng lãnh đạo của Varane cũng đã được thể hiện sau mỗi lần giải nguy. Anh luôn thúc giục, động viên các cầu thủ xung quanh tự tin hơn để đứng vững trước khó khăn. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của trung vệ người Pháp, và anh cũng không quên tác đồng đội nơi hàng phòng ngự như một sự tri ân đến đóng góp của cả tập thể này. Nhưng để Rafael Varane tỏa sáng như vậy, rất cần một đối tác đáng tin cậy. Và đêm Chủ nhật vừa qua, Johnny Evans đã hoàn thành xuất sắc điều đó. Lão tướng 35 tuổi biết cách dùng kinh nghiệm của mình để đối đầu với những tiền đạo giàu tốc độ và sức trẻ bên phía Liverpool. Thậm chí anh còn khiến cho Darwin Núñez nóng mắt khi có hành động không đẹp sau những ức chế trong các tình huống theo kèm. Dù không quá nổi bật như người đàn em chơi bên cạnh, nhưng cựu cầu thủ Leicester City vẫn cho thấy giá trị của mình trong từng pha bóng. Nhìn vào thông số sau trận của cậu học trò ngày nào từng làm việc dưới bàn tay của Sir Alex, chúng ta mới hiểu được yếu tố kinh nghiệm nó đóng vai trò quan trọng như thế nào. 5 pha giải vây, 2 lần chặn cú sút, 3 trên 4 pha tranh chấp tay đôi thành công, tỷ lệ chuyền dài chính xác 50%. Trung vệ người Bắc Ireland cũng đã có những chia sẻ sau trận đấu khi cho rằng toàn đội đã thể hiện một tinh thần chiến đấu ngoan cường, dù sức ép mà Liverpool mang lại là rất lớn. 1 điểm trên sân vận động Anfield là kết quả hoàn toàn xứng đáng với những gì đã diễn ra trên sân. Đó là một trận đấu khó khăn, Liverpool đang có phong độ tốt và lại có lợi thế sân nhà. Họ đã tạo ra sức ép lớn, nhưng chúng tôi đã thi đấu kiên cường. Với những gì đã thể hiện, chúng tôi xứng đáng có điểm. Trong khi đó, huấn luyện viên Jürgen Klopp tỏ ra vô cùng khó chịu trước cách chơi của Manchester United. Ông cho rằng chỉ có một mình The Klopp là muốn thắng trận đấu này, và chiến thuật mà đội khách áp dụng đã khiến cho ông cùng với các học trò không thể phát huy hiệu quả. Nhưng thực tế, nếu nhìn vào lực lượng của Quỷ Đỏ, họ chỉ còn đúng một lựa chọn duy nhất này mà thôi. Nếu bạn chơi ở Premier League với một đội bóng chất lượng như Man United và họ chỉ phòng ngự, thì mọi thứ không hề dễ dàng. Đáng lẽ chúng tôi phải ghi bàn và điều đó sẽ thay đổi trận đấu. Hôm nay không có sự quyết đoán, không đủ bình tĩnh, quá vội vàng. Khi tình hình căng thẳng như vậy, việc đưa ra những quyết định đúng đắn, bình tĩnh vào đúng lúc sẽ là rất quan trọng. Phong cách thi đấu là thứ tốt nhất mà chúng tôi có. Sức ép mà chúng tôi tạo ra là đủ lớn. Tôi nghĩ toàn đội đã tạo ra một bầu không khí đáng kinh ngạc trên sân. Người hâm mộ đã làm phần việc của mình, nên tất cả đều tốt trừ kết quả. Chúng tôi có thể học được rất nhiều điều từ trận đấu này. Đây là một trận derby thực sự và có tất cả mọi thứ. Đó là một trận đấu hay để xem. Trận hòa đầu tiên của mùa giải đã cho thấy một Man United lì lợm cần thiết. Họ biết tình hình hiện tại là như thế nào nên đã chọn đấu pháp cũng như cách tiếp cận trận đấu hợp lý. Ngoài ra, tinh thần chiến đấu cũng là điểm nhấn đáng chú ý khi mà các cầu thủ đã chạy liên tục trong suốt 90 phút có mặt trên sân. Hàng công có thể là chưa đáp ứng được sự kỳ vọng, thế nhưng hàng thủ lại đang mang đến nhiều hy vọng cho người hâm mộ. Họ đã đứng vững trước một Liverpool rất mạnh trên sân nhà với thành tích toàn thắng, đồng thời chưa bao giờ biết đến cảm giác tịt ngòi là gì. Điều đó cho thấy rằng Quỷ Đỏ ở đêm Chủ nhật vừa qua đã trở lại rất đúng thời điểm. Chẳng có bất kỳ trận thua nào cũng giữ sạch luôn mảnh lưới. Đó là thành tích mà chúng ta cần ghi nhận, chứ đừng quan tâm đến cách chơi hay là bất cứ điều gì khác mà đối thủ đã phàn nàn. Sau thảm bại 0-7 mùa trước, rõ ràng huấn luyện viên Erik Ten Hag đã rút ra rất nhiều bài học để ông có thể sửa sai bằng màn đấu trí căng thẳng ở vòng 17 vừa qua. Trong đó, bộ đôi trung vệ với tổng số tuổi là 65 là điểm sáng lớn nhất tại sân vận động Anfield. Khi kỳ vọng đặt vào Manchester United thấp nhất thì cũng là lúc họ bừng tỉnh để cống hiến một màn trình diễn tốt. Hy vọng rằng ngọn lửa mà hàng thủ đã mang lại trong trận đấu vừa qua sẽ giúp cho toàn đội cải thiện hơn nữa trong thời gian tới. Thử thách lớn nhất trong tháng 12 đã vượt qua, dù không phải là 3 điểm, nhưng 1 điểm trước Liverpool đang hừng hực khí thế, cũng như dẫn đầu bảng xếp hạng trước vòng 17, trong khi Quỷ Đỏ thì thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng cũng là điều đáng ghi nhận. Và bộ đôi gừng càng già càng cay mang tên Rafael Varane cùng với Johnny Evans chính là điểm tựa để cả đội bứt lên. Bản lĩnh, kinh nghiệm của cả hai đã phát huy đúng lúc, và đây là lý do để huấn luyện viên Erik Ten Hag tiếp tục tin dùng họ nếu lực lượng chưa được cải thiện. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe, đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!